Rồi như vậy là trong đây nó có hai thứ mình phải làm hả các bạn. Cái số 1 là các bạn bắt cái sự kiện trượt window. Như vậy nó trượt như thế này là sự kiện nó xảy ra. Được chưa? Rồi trong cái đó mình xử lý cái gì? Mình xử lý mình cố định cái vùng này lại. Cố định vùng này lại. Tức là mình cho cái position của nó thành gì? Thành fix, tức là nó nằm cứng ngay đó luôn nha. Và mình xử lý cái nền của nó nhòe đi xíu. Được chưa? Thì lúc đó các bạn bắt sự kiện thông qua cái thằng window on scroll này. Như vậy là các bạn quay qua cái phần code hôm bữa mình làm á. Ở đây các bạn lên đây, các bạn bắt cho thầy cái sự kiện window on scroll. Thì các bạn có window nè. Đối tượng này là đối tượng toàn cục, các bạn cứ gọi bình thường thôi. Rồi bằng function. Không lấy cái body thì mình xuất cái này thử nha. Rồi bây giờ mình chạy coi nó có ra được cái tắt cái debug chỗ này. F5 lại. Rồi các bạn mới kéo lên nè. Thì lúc này các bạn thấy giá trị nó thay đổi nè. Như vậy là trên đây nó lấy bằng cái document element, nó mới có cái front top nha. Như vậy là ở đây mình sẽ sử dụng hai trường hợp để kiểm tra. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng như thế này. Như vậy là thầy nói là gì các bạn? Nếu ha, trong đây nếu là cái thằng này nó lớn hơn, ví dụ như mình cho lớn 50 thôi, giống như trong kia luôn, hoặc là chạy trên trình duyệt khác thì nó bốc thằng này, tức là một trong hai. Cái này nó cũng lớn hơn 50, tức là một trong hai thằng này đúng. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn mới quay qua cái vùng header của mình hôm nữa là đây nè. Nha. Bây giờ mình lấy cái vùng header của mình ra. Thì ở đây thầy đặt cho nó một cái ID luôn đi nha. ID là my header. Rồi, bây giờ thầy lấy cái vùng này ra dựa trên ID. Như vậy là các bạn cũng va header document get element by ID. Rồi các bạn lấy cái thằng này ra. Được chưa? Rồi cái việc đầu tiên là các bạn đổi cái position của nó thành gì các bạn? Thành fix. Như vậy ở đây là header chấm position bằng fix để mình cố định đó. Được chưa? Mà cố định nó xong đó thì bây giờ các bạn chạy coi nghe, cố định thì nó là sao rồi. F5 nè. Đây cố định đó. Ủa nó vô chưa đây? F5. Ủa nó cố định rồi mà sao nó vẫn fix. Rồi bây giờ fix ha, các bạn cố định cái vị trí top bằng 0. Và cố định ở vị trí top bằng 0 đó các bạn. À mình quên thiếu cái style các bạn. Chấm style mới đúng. À chấm style nha. Cái đó là CSS mà. Rồi bây giờ mình chạy nè. Đó. Nó đã cố định rồi nó mới mất cái như vậy. Bởi vì hiện tại nó chưa có giá trị gì hết. Các bạn mới làm sao cho nó phủ lấy hai bên. Thì các bạn cho này nè. Header. Giống như hôm bữa mình thiết lập cái chiều rộng bằng cái position này với các bạn. Mình cho cái left của nó là 0. Và cái right của nó cũng là 0 luôn. Thì nó sẽ giãn kéo ra hai bên. Để nó nằm hai bên bằng 0. Nha. Header chấm size chấm right của nó cũng là 0 như thế này. Rồi mình chạy lại. Đây nè các bạn, nó có một cái chữ nè, các bạn thấy chữ không? Đây, bởi vì cái nền nó mất rồi thì các bạn cứ cho nó một cái background. Ở trong trường hợp này các bạn cho nó một cái header style background color. Tạm thời thầy để màu đỏ đi nha, để cho nó bật lên xíu. Trên này đây các bạn kéo nó chứ này, thấy chưa? Đây nó có một cái nền màu đỏ này, nhưng mà 50 bây giờ mình cho nó lại khoảng vượt quá là 200 pixel đi rồi hả, cho làm rồi. Bình thường khi các bạn chạy lên nó lại vậy, mình bắt đầu mình kéo xuống nè. Đây thì các bạn thấy là nó bắt đầu nó hiện ở đây, thấy chưa? Thì ở đây nó bị che các bạn, nó bị che lại. Thì các bạn nhớ hôm bữa mình có cái thuộc tính gì để mình chỉnh nó, các bạn chỉnh nó lên header chấm style chấm z index, mình cho nó là 9 đi ha, cho nó lớn hơn xíu, cao hơn. Này đổi lại nãy, hồi nãy do nãy mình có chỗ này mình chắc không. Rồi lên trên nè, bây giờ mình kéo xuống 100 là vừa, tức là 100 có kéo, bởi còn 50 là vô nó đúng liền các bạn, nó áp dụng liền thì nó không hay lắm, mình đợi kéo một chút nó mới áp dụng. Rồi mình kéo xuống nè, đó.
nó cố định được vậy đó, thấy chưa? Còn kéo lên á thì mình phải cho nó trở lại bình thường, thấy chưa? Kéo lên thì mình cho nó trở lại cái màu trắng là cái màu background á. Như vậy là ở đây nè, background bây giờ nó màu thì dùng RGB ha. Bây giờ các bạn muốn cho nó màu trắng thì cứ cho nó là 0, 0, 0 hết. Cái opacity của nó là 0.4. Thì các bạn chạy lại như thế này. Đây các bạn kéo xuống nè. Đó. Các bạn sẽ thấy nó nhòe đi, mờ nhòe đi một xíu. Màu trắng là 255 chứ, 255 hết. Cái này cho 255 hết nha. Rồi kéo lên nè. Đây bình thường nó là như vậy, bắt đầu mình kéo nè. Đó các bạn thấy nó sẽ trượt như này. Yeah. Tức là nó nằm cố định ở trên luôn ha. Ở đây để sửa lại 0.8 đi cho nó đẹp chiếu. Đây mình kéo xuống nè, thấy chưa? Đó là như thế này, thấy không? Rồi còn khi nó trở về cái vị trí bằng 0 á, tức là cái phần này nè, còn ngược lại tức là nhỏ hơn L, thì mình cho nó trở lại cái position relative thôi. Position relative. Rồi mình cho cái màu của nó trở lại là cái màu gì các bạn? Màu trắng thôi. Bỏ cái tham số này đi. Rồi mình chạy lại. Đây đây là trên của nó nè. Bắt đầu mình kéo xuống. Đó nó sẽ có cái thanh đó, nó nằm cố định ở đó nha. Bây giờ mình kéo ngược trở lại. Kéo ngược trở lại là eo nhỏ hơn không? Sao nó chưa có đổi ha. Các bạn coi coi nó có vô đây không nha. Style relative. Rồi. Rồi kéo lại. Này bị gì đó? À do cái header của mình lấy ở ở trong thôi, đưa này ra ngoài. Lấy toàn cục luôn ha. Rồi mình F5 lại. Đây, kéo xuống này ha. Rồi mình kéo lên trở lại. Đó thì nó vô lại ngay cái vị trí này. Thấy chưa? Kéo xuống nè. Đó nó trượt, nó cố định như vậy. Ngay vị trí này. Thấy không? Bây giờ mình làm một cái chức năng tương tự, đó là cái chức năng go to top nha. Như vậy là các bạn làm cho thầy một cái nút go to top, tức là mình xuống đây nè, mình bấm cái nó trượt từ từ lên như thế này ha. Như vậy là ở đây các bạn vô các bạn làm như thế này, cái này thầy xóa lát mình thầy thêm sao. Rồi bây giờ các bạn thêm giùm thầy một cái nút go to top ở đây, mình thêm ở đây đi ha, một cái nút deep, có thể A nào đó. Hoặc là các bạn tạo session cũng được. Rồi ở đây có một cái siêu liên kết nha các bạn. Tạm thời các bạn để href là thăng ở đây đi. Mình tính sao. Rồi đây là go to top. Quay về về đầu trang. Rồi. Bây giờ mình viết cái CSS cho nó một xíu. Class go to top. Rồi bây giờ các bạn qua cái CSS hôm bữa mình biết trong cái Honda CS nè, mình biết trong đây một xíu. Rồi. Như vậy là cái này position của nó cũng là fix ha các bạn. Đây thầy viết CSS go to top. Rồi các bạn lấy cái thẻ div ha, go to top. Các bạn cho position là fix, tức là mình cố định thôi đó. Rồi các bạn cho một cái background color. Bây giờ thầy dùng RGB ha các bạn. Các bạn cho nó một cái màu đỏ nào đó. Red là màu đỏ, 255 bật nó lên ha. Rồi cái chỗ mà độ opacity đó các bạn cho 0.7. Rồi thì bây giờ các bạn là nó nằm ở cái góc dưới, cái góc dưới này nè, thì các bạn cho nó cách phải khoảng 20 pixel và cách bottom khoảng 20 pixel. Như vậy là ở đây mình cho nó cách nè, right khoảng 20 pixel, bottom cũng khoảng 20 pixel như thế này. Được chưa? Rồi bây giờ để cho cái siêu liên kết nó phủ lấy nguyên cái vùng của cái này, giống như hôm bữa mình làm menu đó, thì thầy cũng làm tương tự, thầy đổi cái này display là block
Rồi thầy chỉnh cái mắt đinh cho nó phủ ra. Thì trên dưới thầy cho 20 pixel, trái phải 15. Trên trái phải 15 pixel. Nha. Rồi thì các bạn sẽ đưa lên như thế này. Như vậy là ở đây các bạn sẽ có một cái go to top ở đây ha. Về đầu trang nè. Ok mà. Còn cái màu nền mình coi lại. Cái màu nền là background color RGB. Rồi các bạn sẽ có một cái nút ở dưới này, thấy chưa? Dưới góc ha. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái việc mà cho nó không có nằm thôi ha. Đầu tiên á các bạn, là thầy cũng giống như cái nãy là thầy sẽ ẩn nó đi chứ thầy không hiện nó liền. Ẩn nó đi. Khi người ta kéo trượt xuống chút á thì thầy mới hiện nó ra. Như vậy là ở đây thầy sẽ để nó là gì các bạn? Display là none. Thầy ẩn nó đi nha. Chỗ này nè. Display là none. Rồi, như vậy là đó là sẽ test mặc định khi thầy vừa tạo ra. Khi ra nó không có hiện ra. Tương tự như vậy, trong cái sự kiện mà Windows Drone của nó đó các bạn, mình bắt ở đây nè. Khi mà người ta kéo tới đây thì mình cho nó hiện nó ra luôn. Như vậy là ở đây các bạn cũng lấy cái thằng ID của top ra giùm thầy. Nha. Cái này thầy đặt một cái ID luôn cho lấy cho này. Lấy cho nó dễ nha các bạn. Một cái ID. Rồi. Các bạn get nè. Và top go to top bằng document.get element by ID quăng vô. Như vậy và khi nó kéo ra đó thì các bạn cho nó hiện ra lại, tức là go to top, các bạn cho là style display là block cho nó hiện ra lại. Còn khi mà nó trở về đầu thì mình ẩn nó đi lại, ẩn nó đi. Như vậy là ở đây mình cho nó nên. Rồi, đó là xử lý CS. Như vậy là ở đây nè, các bạn bấm F5. Thì đầu tiên các bạn thấy nó không có hiện ra. Mình kéo xuống chút thì nó mới hiện ra như thế này. Bây giờ nó hiển thị cái nút của mình ở dưới này. Bây giờ. Rồi. Tiếp theo là mình xử lý cái việc mà nó click lên trên đây nè các bạn. Thì nó sẽ quay về đầu trang. Click lên trên chỗ này. Nó quay về đầu trang. Thì lúc đó mình xử lý như thế nào? Khi mà nó click lên đây. Thì bây giờ khi mà nó về đầu trang á các bạn. Thì có phải là cái giá trị scroll top của nó bằng không không? Cái chỗ scroll top lúc nãy á. Như vậy là để cho nó tạo nên cái hiệu ứng trượt từ từ á, thì thầy sẽ tạo nên một cái sự kiện là set interval, thầy trừ đi từ từ nha. Như vậy là ở đây mình sẽ viết một cái hàm nè, cái function go to top rồi. Như vậy là cái hàm này được gọi khi nào? Được gọi khi nó click trên cái này. Như vậy là các bạn gọi cái hàm on click ở đây. On click của cái nút này nè. Rồi các bạn cho giá trị. Cái này thì các bạn chặn cái việc click mặc định của link á. Các bạn để cái cú pháp như này. JavaScript 2 chấm chấm phẩy như thế này ha. Thì nó sẽ gọi cái hàm này. Nó không xử lý mặc định của cái thằng A ha. Hoặc là các bạn vô các bạn gọi event.revendefault ha. Bây giờ thầy dùng cái này khỏi mắc cầm gọi trong kia. Thì bây giờ khi nó về đây, nó vô đây, thì thầy gọi cái hàm gì? Và summer bằng set interval. Trong đây là cái function này. Thầy muốn cho nó thực hiện trong 1 giây. Tức là mỗi lần nó trượt á, các bạn nó trượt về là thực hiện trong 1 giây. Và ở đây chỉ việc làm gì thôi các bạn. Thầy lấy cái giá trị này nè, thầy giảm nó đi. Thằng strong top nha, thầy cho nó về 0. Thằng strong top. Thằng body này nè, vô đây các bạn sẽ cho cái giá trị của nó giảm giảm đi. Giảm như thế này. Và bây giờ cái này mình cho nó khoảng là 10 đi ha. Cứ 10 millisecond giảm lần cho đến khi nào mà thằng này nó bằng 0 thì mình clear cái interval đi. Nếu mà thằng này nhỏ hơn hoặc bằng 0 mình clear interval đi. Tức là không cho nó chạy hiệu ứng nữa. Clear cái thằng summer đi. Cái này nếu mà viết jQuery thì nó sẽ ngắn gọn hơn cái này nhiều. Nó có một cái anime cái hàm sẵn luôn. Nhưng mà tạm thời thôi mình giả lập giống như vậy. Rồi mình kéo xuống, mình cho nó go to top này. Đó nó sẽ trượt từ từ về các bạn. Đó nó trượt lên từ từ như thế này nè. Thì các bạn muốn nhanh hơn á thì các bạn có thể trừ một cái khoảng lớn hơn. Nó trượt về đầu trang cho mình cho đến khi nào mà nó bằng 0 thì nó mới trượt về.
Thì bây giờ các bạn có thể nhanh hơn, giảm một là giảm con số này xuống 1 ms thôi. Dạ. Đây thử nghe nè. Rồi xuống đây nha, mình bấm về đầu trang. Đó, nó sẽ trượt nhanh hơn. Hai là các bạn sẽ trừ nhiều hơn chút. Thì trừ như này, cái khoảng trừ của mình mỗi lần mình đừng có trừ trừ. Mỗi lần mình trừ bằng là ví dụ như là 50 pixel đi. Như thế này. Được không? Nó sẽ nhiều hơn. Thì lúc đó nó sẽ trượt mức vừa phải hơn. Thì các bạn kéo xuống chút. Mình go to top nè. Đó. À. Bấm chắc 20 vừa rồi. Rồi mình kéo xuống nè. Go to top. Đó nó trượt từ từ về. Chứ nó không có chớp nhảy giống như hôm bữa mình lên dạng internal nữa. Được chưa? Bây giờ thầy muốn click trên một cái hình bất kỳ á thì nó sẽ lấy cái hình đó ở trong toàn trang của thầy luôn. Nó sẽ bỏ lên một cái model giống như thế này nó hiện ra. Thì bữa thầy nói mình dùng cái model của cái Bootstrap component. Cái hàm là show image là mình show cái này lên trên một cái box model. Được chưa? Nhưng mà vấn đề là mình cần phải bắt cái sự kiện click trên tất cả các ảnh. Thì lúc đó mình không thể nào mà mình cứ mỗi ảnh mình on click được. Ở đây biết nhiêu ảnh mình đâu có lường trước được trong đây mà mình on click. Do đó là mình phải viết một cái hàm bắt cái sự kiện. Nhưng mà mình bắt cái sự kiện đó khi nào? Bắt cái sự kiện đó khi cái trang này nó đã được nạp lên xong hết rồi mình mới bắt đầu bắt. Bởi vì lúc đó nạp xong nó mới có ảnh để mình bắt, đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ làm quen với một cái sự kiện đặc biệt nữa ở trong cái body á. Trong cái body của mình nó có một cái thuộc tính gọi là onLock nha. Thì cái sự kiện ví dụ như mình đặt tên là init, thì cái sự kiện init, cái hàm init này nó sẽ được gọi sau khi toàn bộ cái trang này được nạp xong hết rồi. Thì lúc đó đảm bảo là cái hình nó đã có rồi thì mình mới bắt được. Còn trong trường hợp các bạn bắt hơi khơi ngoài á, có thể lúc mà các bạn bắt nó chưa có nạp cái hình xong nha. Do đó là thầy sẽ bắt cái sự kiện click trên hình trong cái hàm này. Như vậy là các bạn qua đây các bạn define ra cái hàm init function. Hàm này đây. Như vậy là hàm này mình đã thiết lập là nó gọi sau khi trang web được nạp xong. Và lúc này mình lấy tất cả các ảnh ra. Như vậy là thầy sẽ document này get element by tag name. Lúc này mình làm cho tất cả ảnh img luôn các bạn, lấy ảnh như vậy. Được chưa? Như vậy là thầy có một cái var tất cả các ảnh image. Rồi. Sau đó thầy mới duyệt qua tất cả các ảnh, thầy thiết lập cái hàm onClick cho nó, thầy for một cái biến y, một cái y từ 0. Y từ 0. Y nhỏ hơn image.length. Tức là cái chiều dài số phần tử của nó đó các bạn. Y cộng cộng. Thầy mới bắt cái sự kiện image thứ y. Rồi các bạn bắt cái sự kiện click cho nó thì các bạn gọi on click. Rồi bắt cái sự kiện on click. Thấy chưa? Thì sự kiện on click này nó bằng các bạn gọi cái hàm show image. Đó, show image. Và lúc này thầy sẽ truyền vô cái đối tượng ảnh mà thầy muốn lấy luôn để thầy lấy được cái src của nó ra các bạn. Thầy truyền vô giống như thế này. Giống như hôm bữa mà mình click mình lấy cái disk mình truyền vô đó, cái đối tượng disk á, ha mình truyền vô. Thì ở đây mình truyền cái image. Thì ở đây thầy cũng có một cái tham số để bắt nó, img. Đó, như vậy là img này nó sẽ hứng cái đối số truyền vô từ đây nè. Vậy là muốn đổ lên model á thì các bạn qua đây các bạn define một cái model. Thì hôm bữa các bạn nhớ là thầy nói cái cấu trúc của một model trong Bootstrap thì nó như thế này đây. Cái như thế này. Bây giờ các bạn định nghĩa ra một cái vùng giống hệt như vậy, các bạn copy cái này ra nha. Copy ra. Rồi, paste đây. Thì cái này bây giờ của mình nó thầy đặt tên là my image model. Rồi, my image model. Được không? Rồi bây giờ ở đây cái phần my image model này của thầy không có header, thầy bỏ header đi. Thấy chưa? Thầy cũng không có footer luôn, thầy bỏ footer đi. Và thầy chỉ có cái phần gì thôi các bạn, cái phần ở giữa này thôi. Là cái phần body. Phần body này đây. Và trong cái phần body này đơn giản là thầy có một cái img, cái image chính thôi. À, style. À, cái này là src tạm thời là rỗng. Lát nữa mình sẽ bỏ lên đây. Mình đặt một cái ID ở đây nè, img ID, model ID. Thấy chưa? ALT là img gì đó. Được không? Rồi như vậy là sau đó mình mới lấy cái thuộc tính này nè, lấy cái hình này cái đặt bỏ lên cái dự tính gì tính. Như vậy là các bạn lấy cái này bằng cách nào nè? Các bạn cũng dùng var im cũng document.get element by id. Rồi các bạn bỏ cái này vô. Và các bạn lấy cái im chấm thuộc tính src của nó đó các bạn. Nó bằng cái image src mà mình truyền vô.
tức là lấy cái đường dẫn của ảnh mình click bỏ vô cho cái đường dẫn nó hiển thị lên nha. Rồi sau đó các bạn sẽ cho nó hiện lên, thì cho để cho cái hiện lên đó thì các bạn vô coi nè, Bootstrap Model, các bạn vô cái phần JS của nó. Như vậy là để cho một cái model nó hiện lên đó các bạn, là các bạn sẽ gọi cái phương thức ha, cái phương thức show của nó như thế này. Chấm model ha. Đây. Chấm model như thế này. Thì cái này là phải có jQuery. Thì hôm bữa mình cũng đã demo, mình import jQuery rồi, thì các bạn cứ gọi cái đường này vô thôi. Rồi, như thế này. Đó. Rồi, như vậy là bây giờ mình sửa cái này lại. Đặt breakpoint ở đây nha, bấm cái ảnh. Thì img là undefined. Rồi, như vậy ở đây là phải viết cái function ở ngoài để nó bọc vô nó gọi như thế này nha các bạn. Và ở trong đây nè, nó không có truyền image thứ y vô như vậy được. Truyền image thứ y vào là nó báo lỗi. Để truyền cái this vô. Rồi các bạn có img đây ha. Kênh. Rồi, như vậy là nó chạy chạy mới đúng nè. Như vậy là chỗ này nè các bạn, do hồi nãy thầy để đây thầy gọi cái hàm luôn, cái nó vô nó chạy luôn nè. Các bạn dùng một cái function, các bạn bọc ở ngoài thì trong này các bạn mới gọi nó. Thì lúc này mình không có truyền cái này vô được, bởi vì cái đối tượng này nó chạy bất đồng bộ, các bạn phải bỏ this vô như thế này. Thì lúc này cái this này chính là image y nãy của mình đó. Thì vô đây các bạn cứ chạy bình thường, cứ bỏ lên và mở nó lên thôi nha. Rồi bây giờ các bạn mới qua đây, các bạn mới chỉnh cho thầy cái CSS của này xíu. Thì ở đây đáng lý là mình cũng chỉnh cái quick này 100% ha. Nhưng mà ở trên đây nè các bạn có một cái class Blue ID, nó có sẵn trong cái Bootstrap rồi, nó tự động cho cái ảnh mắc quick 100%. Thì các bạn cứ để vô vậy thôi. Rồi bây giờ mình chạy lại nha. Mình click trên một cái ảnh nè, đó. Click trên bất kỳ một cái ảnh nào thì nó lấy cái ảnh đó nó bỏ lên cho mình nha. Ảnh màu đỏ thì nó lấy cái ảnh này nó bỏ lên. Các bạn trong cái model Bootstrap á, các bạn muốn chỉnh nó bự lên á, thì các bạn có như thế này. Các bạn có một cái kích thước của cái model, các bạn có thể truyền vô các bạn sửa. Đây là cái phần size. Đây ha. Các bạn sẽ có những cái class để các bạn thay đổi được cái size của nó, cái kích thước của nó. Model. Ở đây mình lấy qua cái Bootstrap 4 bên kia đi. Rồi các bạn sẽ cái model. Đây cái này nè. Các bạn có cái size. Đây model size ha, thì các bạn chọn cái LG là large để cho nó lớn lên xíu. Thì các bạn bỏ cái này vào cái chỗ model dialog của mình á, để các bạn bỏ lên, chạy qua đây thử nè. Đây các bạn bỏ ngay cái chỗ model dialog ở trên trên cái content nha các bạn. Thì các bạn qua cái chỗ cái model của mình làm hôm bữa, đây ngay chỗ này, các bạn chọn LG là lớn á, cái SML là small ha. Cho nó lớn lên xíu thì các bạn chạy lên đây. Mình bấm một ảnh. Cái ảnh này do cái loại, đây cái loại này là loại lớn của nó này. Thì cái ảnh gốc của mình nó chỉ có nhiêu đây, do đó nó không phủ các bạn. Các bạn muốn cho nó phủ luôn thì để width 100% nha. Rồi lấy một vài cái ảnh nào đó. Rồi,